我小大骨了。我咋我没？我来教啊。
hiền đấy chồng giày. Thank you.
Chị lấy từng nào, lấy 10.000. 10.000 đây nè. 10.000 à? Tập Vinh mà hàng thì đẹo lúc hết rồi. Vành này đi liệu có ấy không, đi liệu liệu non hơi không? Lúc đi vòng xong trong nhà Hải chứ là lúc hết rồi. Mới 5.000 hả? Ừ, tính lúc tự tay quấy đấy. Thì một miếng bánh đúc, một hai ngô đi. Vâng. Cả tất tay 10.000. Vâng. Mà cho ai, cho anh mình. Cái gì? Có đấy không. Ấy đi nào, tao mua bánh đúc chưa? Ai ạ? Lấy gì ạ? Mình bánh đúc. Tạp thời nhân nào? Mai bán nhân thịt nhá. Ngô ạ? Vâng. Bắt tiền cái ngô chị to. Rồi, chọn cho cái to nhé. Rồi. Không phải. Rồi, ok. Siêu to của luôn. Ôi, chán đi. Lên ô tô nhờ. Ngô gì đấy? Ngô ngọ, ngô lép.
Để cho bán mấy cái. Vâng. Sao? Ừ. Phải cắt để ở ngoài đi ạ. Thế. Vâng. Chú về ra mà để ngó mua hàng của chú quay lại con ngoài ngất đi. Mua lại cho thế đi đọc cái hoa này Tết đẹp nhỉ. Vâng. Mua cái hàng nhà bà nó mua cái cây như này.